Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn vừa đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc qua mạng và đưa ra thông tin những người này có liên quan đến vụ án trên để lừa đảo. Các đối tượng làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, sau đó chủ động liên lạc qua điện thoại yêu cầu người dân có liên quan đến vụ án phải đưa tiền. Vào 3 giờ ngày 19 tháng 10 tại một quán cà phê ở thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn phát hiện Nguyễn Văn Hậu, chú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Tiến Nam, chú thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khi đang có hành vi nhận tiền của hai người dân chú thị trấn Yên Lạc, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến ngành công an, một chiếc xe ô tô màu trắng được lắp khung biển số đảo chiều, trên xe được trang bị bộ đàm, còi ủ, trước mặt kính có đèn nháy dành cho xe ưu tiên. Các loại giấy tờ công an bị tạm giữ đều là giả và bản thân đối tượng không phải là cán bộ trong lực lượng công an nhân dân. Một đối tượng khác có liên quan đã bị triệu tập. Bước đầu, cơ quan công an nhận định ba đối tượng trên là một nhóm cùng nhau đến tỉnh Bắc Cạn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn tiếp tục điều tra làm rõ.